Xin chào các bạn, tôi đang tập luyện cho các bé người cá. Ba bé người cá mới vừa tập luyện này đã biết bơi thành thục rồi, thật là hay quá đúng không? Thì bây giờ, đúng rồi, bé người cá này được rồi nè. Chân một cái, xong rồi, nín thở lại để nước đẩy mình đi một chút. Rồi thở nước ra, kéo tay ngóc đầu lên, hít hơi vào. Chuẩn, không cần chỉnh. Tới phiên bạn Khải bơi cho mấy bạn xem đi nào. Chân, xong. Đúng rồi, chân nín thở lại, kéo tay. Hơi bị vội, chân nín thở lại. Rồi, để nước đẩy mình đi xong rồi hãy kéo tay, ngóc đầu lên, hít hơi vào. Yeah, cũng được rồi, nhưng mà hơi thở bị gấp quá. Tới phiên bạn bóng làm cho tôi xem sao. Chân, xong rồi. Bạn bóng bơi, bơi. Bạn bóng làm đây cũng được. Bạn bóng chưa thuần thục cho lắm, bạn bóng cần phải tập luyện một chút. Rồi bạn Khải tiếp. Chân bị gấp rồi đó nên không làm nổi nữa. Mấy em phải nhớ. Chân xong rồi nín thở lại. Để nước đẩy đi xong rồi hãy thở ra bằng mũi, kéo tay ngóc đầu lên, hít hơi vào nha. Cái tay của em bị sai rồi đó, lúc mà em kéo nước á, cái tay của em bị kéo lệch ra phía sau nữa rồi đó. Em kéo lại giống như hồi nãy anh nói nha, kéo tay vuông góc thôi. Kéo tay vuông góc ngang qua. Đúng rồi. Nào bắt đầu nào. Kéo tay vuông góc ngang qua. Rồi cái tay của bạn ấy lại bị cong nữa rồi. Cái tay bị cong như cán cuốc nữa rồi. Bàn tay và cánh tay nó giữ thẳng. Bàn tay và cánh tay giữ thẳng. Nè 1, 2, 3 nè. Bàn tay cánh tay giữ thẳng. À được rồi, được rồi. Đỡ hơn rồi. Rồi được, đỡ hơn rồi đó. Tốt rồi đó. Nè là cái tay mình nó sẽ ngang ra cỡ này thôi ha. Rồi mình đưa tay về thẳng ra phía trước. Rồi giỏi chứ. Rồi cá bóng ơi, cá bóng sẽ bơi từ đây qua bên đây cho anh coi thử nha. Rồi các bạn tiên cá tương lai ơi, tấp vô lề, tấp vô lề, cho bạn cá bóng bơi cho mình coi thử. Bơi từ đây qua bên. Những bạn mua đuôi cá ở xa không được tôi hướng dẫn trực tiếp thì xem clip này để tập bơi cơ bản cho đúng cách. Đây cũng là một trong những nội dung thi lấy bằng người cá quốc tế. Còn những bạn không học lấy bằng thì bơi giỏi kiểu này cũng đủ rồi. Thế bạn người cá Ngọc Anh và Khải bơi khá tốt, riêng bạn người cá bóng cần phải luyện tập nhiều hơn nữa nha em. Cũng được, cũng được. Cá bóng ơi, cá bóng bị quên bài đúng không? Chân. Xong rồi, đợi nước nó đẩy đi một chút, thở nước ra, kéo tay, ngóc đầu lên, hít hơi vào. Thì cái trong lúc mà em để nước đẩy đi là em nín thở, em quên, đúng không? Em làm quá vội, quá gấp nên em mệt. Em nhớ em sửa lại giùm Tiêu nha. Rồi. Nhớ nha, nhớ nha. Bơi bình thường không mệt thì muốn bơi sao cũng được, nhưng mà nhớ mệt phải bơi lại đúng động tác của anh chỉ nha. Chứ bơi không sửa lại đúng động tác anh chỉ là sẽ mệt. Nếu mà bơi đường trường, bơi xa là mệt, sẽ bị mất sức và xỉu. Ok. Giờ bạn ấy đang sung sức nên bạn ấy bơi tè le hột me. Nhưng mà nhớ mệt là sửa lại nha. Chân xong rồi nín thở lại để nước đẩy mình đi nhẹ nhàng, để mình dưỡng sức. Xong rồi mình thở ra bằng lỗ mũi. Mình kéo tay ngóc đầu lên, hít hơi vào nhẹ nhàng thôi nha các bạn tiên cá của tôi ôn. Ok. Chúc mừng bạn, bạn đã trở thành người cá. Đi. Bạn Khải bơi giỏi quá, hôm nay bạn Khải quá xuất sắc. Cho bạn Khải lên kênh YouTube ha.